Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì chiều nay ngày 29 tháng 9, nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long cách đây 2 hôm đã tự sát và thi thể của người này đã được phát hiện là có vết thương ở trên đầu. Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 9, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm bịt mặt tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng Việt Tim Banh ở khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, khống chế bảo vệ và nhóm nhân viên yêu cầu gom tiền bỏ vào túi. Lấy được túi tiền thì kẻ cướp đã lên xe máy Airblade không biển kiểm soát và tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua thống kê, ngân hàng bị cướp 207 triệu đồng. Không xảy ra thương vong trong vụ cướp qua trích xuất các camera của người dân trên đường thì cơ quan điều tra phát hiện sau khi tẩu thoát khoảng 1 km, nghi phạm đã thay đổi trang phục, gắn biển số xe rồi tiếp tục bỏ trốn.